rồi các bạn nghỉ tuần rồi ha. Rồi một câu. À, rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần kỳ rồi học tới chánh ngữ ha. Thì này học tiếp được nhiều hay nhiêu, chánh nghiệp, chánh mạng học hết luôn tập sở thì càng tốt. À, khỏi đi là bài bài cũ đi, lấy bài phong cứu cũ á, bài tuần rồi á, đọc đi, tuần rồi chưa ai đọc hết, tuần rồi đâu trốn mất tiêu rồi. Bài phong cứu cũ đầu rồi, tuần rồi xếp coi giữ phải không, có giữ không? Rồi vậy được ha. Rồi bắt đầu hôm nay chúng ta bước vào buổi học. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Nam mô ta sa pa gavato arahato samma sambuddhassa. Xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. À, Nam mô Thầy á, Nam mô Tham Mà Nha, Nam mô Sư Thầy. À, để bước vào cái phần thứ nhất là đọc về Bali Pháp Cú. À, xin mời cô Diệp Quỳnh post bài cho các Phật tử cùng nhau đọc. À, hôm nay chúng ta học tiếp tham sở tiếp theo ha. À, coi như là có hai phần thôi, nhất và nhì. Cho buổi học được. Nghe nói là có đổi giờ gì đó, xin Nhật Quỳnh. Nghe, nghe có người nói đổi giờ học, giờ giờ gì đó, không biết lên cái gì cho biết. À, xin mọi người. Dạ, chỉ có bớt giờ sau thôi bên đây. Chỉ có bớt 30 phút sau thôi là 6 giờ 30 thì trung nghỉ sinh hoạt. Nhưng mà trong đạo tràng cầm mic dùm Nhật Quỳnh một chút xíu và Nhật Quỳnh chưa kịp. Dạ, tại vừa thấy Quỳnh vào mừng quá phải đưa bài lên Facebook rồi phải lấy bài ra nữa nên kính mong đạo tràng hoan hỷ dùm Nhật Quỳnh chút xíu ạ. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Mà gia, Nam mô Sằng Khà gia. Dạ, con kính lễ Đại Đức Pháp Trang. À, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào huynh kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, giờ giấc thì cũng bắt đầu như cũ nhưng mà kết thúc sớm nửa giờ sau cùng đó huynh. Có nghĩa là trước kia thì theo giờ Việt Nam là chấm dứt lúc 7 giờ thì bây giờ chấm dứt là 6 giờ rưỡi. Còn ở giờ bên Mỹ thì người ta không biết là chỉ như vậy thôi, chỉ bớt lại nửa giờ sao chót. Và còn lúc đầu bắt đầu thì y như cũ. Và chỉ vậy thôi Quân Kinh. Và mấy ta xin xuống mic ạ. Và không biết cô Nhật Quỳnh có trước máy chưa. Meta nhường mic cho cô Nhật Quỳnh nha. Cô Nhật Quỳnh có trước máy chưa? Dạ, thôi Meta nhường mic cho cô Nhật Quỳnh. À, ok, dạ, vậy là cái gì đổi lại bớt lại nửa giờ thôi, tức là 4:30 học. À, bình thường là 4:30 room mở phải không cô? À, tới 6:30 và 2 tiếng. À, học học 2 tiếng về đủ rồi, nhiều lắm rồi, 4:30 tới 6:30. À, ok rồi. À, thấy cô Nhật Quỳnh post bài lên ha. À, xin mời quý vị hoan hỷ lên
đọc Pali để tạo thêm được phước báo cho mình trong những kiếp vị lai. Nam mô Bụt Thầy. Bồ Bụt Thầy, một lần nữa Metta xin đọc bài hôm nay ạ. Tâm sở tịnh hảo. Sô phá ná chê tá xí cá có 25, chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành. Sô phá ná sa tha ra na có 19. 1 là tính, sát tha. 2 niệm, xá tí. 3 là tập hí rí. 4 quý ấp bằng. 5 vô tham, á lô phô. 6 là vô sân, á đô sô. 7 hành xả, tá trá, mắt chát, tá tà. 8 tịnh thân, ca giá, bát sát thí. 9 tịnh tâm, chích tá, bát sát thí. Trời ơi. 10 khinh thân, ca giá, lá hú tà. 11 khinh tâm, chích tá, lá hú tà. 12 nhu thân, ca giá, mú đú tà. 13 nhu tâm, chích tá, mú đú tà. 14 thích thân, ca giá, căm manh, nhã tà. 15 thích tâm, chích tá, căm manh, nhã tà. 16 thuần thân, ca giá, ba guân, nhã tà. 17 thuần tâm, chích tá, ba guân, nhã tà. 18 chánh thân, ca dút, chú, ca tà. 19 chánh tâm, chích tốt, chú, ca tà. 2 giới phần, quý rá tí vô, có 3. 1 chánh ngữ, samma, quá cha. 2 chánh nghiệp, samma, căm man tô. 3 chánh mạng, samma, a chi vô. 3 vô lượng phần, ấp bá, man nha, có 2. 1 là bi, cá rú na. 2 tùy hỷ, mú đí ta. 4 có 1. 1 tuệ quyền, banh nhìn rí giả. Câu pháp cú số 50. Ná bá rê săng quý lô ma ní. Ná bá rê săng cá ta cá tăng. Át ta nô quá á quét khay giá ca là ní á ca á ca là ní chá. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Dạ như vậy là hết. Dạ mẹ ta xin xuống mít. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào huynh kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Netta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài ạ. Tâm sở tịnh hảo, Sô Bá Ná Chê Tá Xí Cá có 25, chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành. Sô bá ná sa tha ra na có 19. 1 là tính, sát tha. 2 là niệm, sát tí. 3 là tàm hí rí. 4 là quý ốc tắc băng. 5 là vô tham, á lô vô. 6 là vô sân, á đô sô. 7 là hành xả, tá trá mát,
cha tát tà, tám là tịnh thân, ca giá bát sát thí, chín là tịnh tâm, chí tá bát sát thí, mười là khinh thân, ca giá lá hú tà, mười một là khinh tâm, chích tá lá hú tà, mười ba là nhu thân, ca giá mú đú tà, mười ba là nhu tâm, chích tá mú đú tà, mười bốn là thích thân, ca giá cầm manh nhá tà, mười lăm là thích tâm, chích tá cầm manh nhá tà, mười sáu là thuần thân, ca giá ba gun nhá tà, mười bảy là thuần tâm, chích tá ba gun nhá tà, mười tám là chánh thân, ca dốt chú cá tà, mười chín là chánh tâm, chí túc chú cá tà. Nhóm hai giới phần là ví rá tí dô có ba, một là chánh ngữ samma va cha, hai là chánh nghiệp samma cam manh tô, ba là chánh mạng samma a chi vô. Nhóm ba là vô lượng phần ấp bá manh nha có hai, một là bi cá rú na, hai là tùy hỷ mú đí ta. Nhóm bốn có một là tuệ quyền ban nhìn trí giá. Câu pháp cú số 50, ná bá rê sằng ví lô ma ní, ná bá rê sằng cá ta cá tăng, ách ta nô quá á quét khì giá, cá ta ní á cá ta ní chá. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính có làm hay không làm. Dạ, con đã trả tài xong. Dạ, xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn sự trần đạo. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, dạ, cùng chư tôn đức vừa quan tâm đạo tràng, nhiều kính chào đạo tràng. Dạ, nãy Nhật Bình thấy cô tu nữ tị duyên nhau mà chắc đường nét không ổn, chạy mất tiêu rồi. Tâm pháp ơi, quên nữa, giờ này tâm pháp không cầm mít được. Dạ, cảm ơn thích trần đạo kính, cảm ơn chị Meta đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Bình xin trả bài tâm sở tình hảo và Nhật Bình xin phép không có bớt bài. Dạ, tại lúc nãy đã bớt ra đạo tràng rồi, nếu mà vị nào vui lòng đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên thì Nhật Bình đọc xong Nhật Bình sẽ bớt ra. Tâm sở tịnh hảo so phanache tassika có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành so phanasatha rana có 19, 1 tính satha, 2 niệm sati, 3 tàm hiri, 4 quý up tấp bằng, 5 vô tham alo vô, 6 vô sân ado so, 7 hành xả tatamachatata, 8 tịnh thân ca giáp bát sát thi, 9 tịnh tâm chích tát bát sát thi, 10 khinh thân ca giá lá hú tà, 11 khinh tâm chích tát lá hú tà, 12 nhu thân ca giá mu đu tà, 13 nhu tâm chích tát mu đu tà, 14 thích thân ca giá cầm mạnh nga tà, 15 thích tâm chích
ta cầm man nha ta 16 thường thân ca gia ba gùn nha ta 17 thường tâm chít ta ba gùn nha ta 18 chánh thân ca yut chúc ca ta 19 chánh tâm chít tuất chúc ca ta. Nhóm 2 giới phần quý Ratiyo có 3, 1 chánh ngữ, Samma Vacha, 2 chánh nghiệp, Samma Kammanta, 3 chánh mạng, Samma Ajivo. Nhóm 3 vô lượng phần. Appamanya có 2, 1 bi, Karuna, 2 tùy hỷ, Mudita. Nhóm 4 có 1, 1 tuệ quyền, Ban Nhìn Priya. Bài pháp cú 50. Nát bát rề sằng vi lô ma ni áp bát rề sằng cát tà cát tăng a tăng nờ và áp quách khay giác cát tà ni áp cát tà ni cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh đã trả bài xong, có sai thì nhờ Quỳnh chỉ dạy giùm. Ô, mến chào Dung Nguyễn. Ô, Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn có thể lên đọc đọc bài hôm nay không Dung Nguyễn? Tại vì hôm nay tưởng đâu lớp bị mất dạy rồi. Chào quên Nhật Quỳnh nha, chứ không phải nói lớp. Dạ, mà bây giờ có thầy vô rất là mừng, đạo tràng rất là hoan hỷ. Và một số đã chạy mất tiêu luôn. Bây giờ thì mong rằng những vị nào mà chạy rồi chạy vào trở lại để nghe được huynh kính giảng bài. Giờ Dung Nguyễn cầm mic được không, đọc bài được không? Dung Nguyễn lên đọc đi, kệ nó, ăn 4-5 điểm thì cũng là hoan hỷ mà, đừng lo. Có dở thì mới giỏi được, chứ nếu mình cứ sợ dở hoài thì mình không bao giờ giỏi được đâu. Dung Nguyễn, Dung Nguyễn cầm mic nha, Nhật Quỳnh nhận mic, Nhật Quỳnh bớt bài từ từ, Dung Nguyễn đọc nha. Không sao, từ từ rồi cháu nó nhừ. Năm mới bích hai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Trang. Dạ, hôm nay là đã qua 16 ở Việt Nam rồi bạch sư. Con nghỉ buổi lễ ở chùa Phước Quang đã xong rồi. Dạ, sư sư có thể lên cùng chúng con ôn lại mà tâm sở tình hảo không bạch sư? Dạ, nếu được con cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Dạ, sư có trước máy không một sư? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang cùng với chúng con đọc bài tâm sở tỉnh hảo. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Rồi, vậy là sư theo y rồi, huynh kinh ơi. Dạ, sư theo y rồi, không có sư trước máy rồi. Tại vì ngày 14, ngày rằm, thấy chùa Phước Quang tổ chức ở rằm, chắc là sư mệt mỏi rồi. Dạ, sư theo đích ra. Dạ, thì bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Ngài Dung Nguyễn thì từ mới nên chưa đọc được, rất là hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng nha, đọc đại. Đúng rồi, đọc đại đi Dung Nguyễn. Nhật Quỳnh đồng ý á. Nhật Quỳnh đâu có gì đâu, mình đọc chậm rồi mình cũng sẽ đọc được thôi mà nha. Quỳnh kinh nói đọc đại kìa, nên đọc đại đi, đọc rất là hoan hỷ nha. Dung Nguyễn, mời Dung Nguyễn nha. Con kính chào thầy Kim.
Chết luôn. Dạ con có mấy cái từ nó mới quá con chưa có và thôi con cũng đọc bài đi rồi có gì thầy sửa nha. À, cô bóc bài giùm con đi thầy con thấy có con cảm ơn cô. Dạ. À, tâm sở con xin trả bài ạ. À, tâm sở tịnh hảo số phá ná chê tá xích kế có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 tâm sở tình hảo biến hành số phá ná số phá ná sa đá rá nạc có 19 một tính xá phá hai niệm sa tí ba tàm hy rí hí rí bốn quý ô tấp băng năm do tham á lô pho cậu biết cái tên rồi sáu vô sân á đô sô bảy hành xả răng ma chi ha tát sa tát ta tám tịnh thân ca giá bá xá tý sát tý xá thí chín tịnh tâm chí tá bá xá tý mười khinh thân ca giá lá hú ta 11 khinh tâm chí tá lá hú ta 12 như thân cá giá mút tú ta 13 như tâm chức tăng mút tú ta đúng ta 14 thích thân ca giá căng măng nha ta 15 thích tâm chí tá ca má nha nha ta giờ con có tụt rồi con đọc bài đi nha thần thân cá giá bá runita runata 17 thần tâm tá ba nát ta 18 chấm tâm ca giá rút cá tá 19 chấm tâm chi tu rút tá tá cá ta nhóm 2 giới phần tí vô có 3 1 chấm ngữ sân ma va xá va chá 2 chấm nghiệp sân ma cá măng tô 3 chấm mạng sân sân ma gia ví do gia trí vô. Dạ nhóm 3 vô lượng phần ấp ba măng na có 2 1 bi cá rú na 2 tỳ hỷ mú đi ta nhóm 4 có 1 tệ quyền ban nhi ví giá và bài kệ 50 ná ra xếp ná bá rế xăng vít lô má ní ná ba rế xăng cá ta cá tặng áp ta nova
Atanova Advesk Kaza Kaza Kapani Kapani A Kapani Cha Na Bare Sang Vilomi Mani Na Bare Sang Kapa Kapcha Kapa Kapang Atanova Atanova Advesk Kapani A Cá và ní chà. Tình không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên tự nhìn chính mình có làm hay không làm. Dạ em đang mô con còn có nhiều từ con không có biết, có từ con không có từ mới quá cho nên con cũng đọc không có ấy. Con mong thầy kinh sửa và mấy cô giúp được cho con. Con xin xuống nước ạ. Sa thủ Dung Nguyễn rất là giỏi. Lần đầu tiên mà được như vậy là quá giỏi rồi đó, đúng là càng đảm lắm đó. Dạ, quá giỏi, lần đầu tiên mà đọc, mới vừa cầm mic đọc được có pháp cú có một lần. Mà bây giờ đọc như diệu pháp, vậy là quá giỏi rồi, phải không thầy Kinh? Dạ, dạ, đạo tràng chị Meta đồng ý Nhật Bình không? Quá là giỏi, xa thủ cảm ơn Dung Nguyễn rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ. Theo Dung Nguyễn chắc là hồi nãy có chút Hy Lâm có đọc bài được không? Không. Hy Lâm còn đó không? Hy Lâm có đọc bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? À? Nói Hy Lâm nói là có dạy không? Rồi Nhật Quỳnh nó không biết thì Hy Lâm nói thôi con đi làm. Bây giờ nãy giờ có nghe được trong đầu tràng chưa Hy Lâm? Có thể mà đọc bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Quang vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ bạch sư, giờ này sư có cầm mic được không bạch sư? Dạ hôm nay tụi con học di diệu pháp, nếu sư hoan hỷ cầm mic được thì con post bài di diệu pháp lên để sư cùng với chúng con đọc bài di diệu pháp 25 tâm sở tịnh hảo ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con không, cho con một tín hiệu ạ. Dạ xà thủ còn kính nhân bích đến sư. Nam mô Bố Thầy Giá, kính bạch chữ hòa thượng như thượng tọa cho đại đức tăng cùng với đại đạo tràng Phật tử. Cái về phần quy diệu pháp á, thì của sư nó cũng có giới hạn, thành nên để mà chia sẻ cho nó đúng cái tinh thần thì sư cũng chưa có chắc lắm, thành nên thôi sư nhường lại cho đại đức Pháp Trang, để thỉnh đại đức Pháp Trang chia sẻ cho Phật tử nó được rõ ràng hơn, tại vì sư còn đang trên đường học á, nó cũng chưa có được thông suốt lắm, thành ra nó chưa thỉnh đại đại đức Pháp Trang đi. Con xin thỉnh đại đức Pháp Trang ạ. Dạ sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ con thỉnh mời mà sư cầm mic là hoan hỷ lắm rồi. Dạ, là huynh sẽ giảng dạy. Bây giờ đạo tràng chỉ ông sẽ giảng dạy. Dạ, hôm nay là huynh kinh phụ trách về di diệu pháp. Dạ, kính chào tầm quý kính mạng giang hạ. Dạ, mà giờ vào đạo tràng. Dạ, thì bây giờ thì thôi Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ, kính thỉnh mời huynh huynh kinh trở lại đạo tràng để chúng ta tiếp tục học bài ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ thầy Vinh ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sa Ca, dạ. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Rồi, đọc vậy là quý vị đã đọc phần Bali Tâm Sở Tịnh Hảo với lại kinh Pháp Cú xong ha, và không còn ai đọc nữa. Thì giờ chúng ta bước vào bài học, học tiếp rồi học tới Tâm Sở Chánh Ngữ. Hôm nay chúng ta học tiếp Tâm Sở Chánh Nghiệp. Samma Kammanta Cetasika. Tâm sở chánh nghiệp samma kammanta cetasika. Rồi samma kammanta cũng được rồi. Thì cái chữ samma đầu á, bây giờ ghi chữ samma có nghĩa là chân chánh. Samma chân chánh. Rồi chữ kammanta có nghĩa là công việc hay là hành động. Kammanta là công việc hành động. Rồi đúng rồi. Thì bây giờ cái chữ samma này với cái chữ kammanta ráp lại ha, thì mình thành chữ samma kammanto hay samma kammanta ha. Samma kammanta có nghĩa là việc làm đúng, hành động chân chánh. Đó là samma kammanta. Việc làm đúng, việc làm chân chánh, hành động đúng, thêm chữ nó cho nó dễ, nó rõ, nó sáng ha, hành động đúng. Rồi đúng rồi, tức là cái ý nghĩa của cái từ samma kammanta tức là nói về một cái việc làm hoặc là một cái hành động nào đó phải là đúng đắn, phải chân chánh thì được gọi là samma kammanta. Rồi mình xuống gạch đầu dòng cái nữa ha, đánh qua thị đầu dòng đi. Samma kammanta có nghĩa là điều xử kiên tránh thân ác nghiệp, đoạn trừ tà nghiệp. Và một ý nghĩa khác cho nhấn mạnh cái từ đó ha. Samma kammanta nghĩa là điều xử kiên tránh thân ác nghiệp, đoạn trừ tà nghiệp. Rồi như vậy là một ý nghĩa mang cái tính là của cái tâm sở samma kammanta tức là điều xử xử gì nói x điều xử kiên tránh thân ác nghiệp đoạn trừ tà nghiệp tức là cái tâm sở này nó làm một cái phận sự nó phối hợp với những cái tâm sở khác và tâm và nó tránh được những cái về cái thân ác nghiệp và nó đoạn trừ những cái tà nghiệp thì có ba thân ác. À, mình xuống dòng ghi có ba thân ác hai chấm hai chấm sát sanh trộm cắp và hạnh trong các dục
Tức là về về nói về thân ác, tức là cái tâm sở chánh nghiệp này nó sẽ là kiêng tránh về cái ba cái thân ác này, tức là thân sát sanh, tức là cái thân mà để mà làm những cái việc mà giết chóc mà sát hại chúng sanh, thì cái tâm sở chánh nghiệp này nó làm cho phần nó tránh, nó đoạn trừ những sự ác đó. Và trộm cắp cũng thuộc về thân, tức là trộm cắp những cái gì mà không phải của mình ha, trộm cắp cướp của này kia cũng là trộm cắp, và tà hạnh trong các dục. Thì như vậy cái tâm sở chánh nghiệp là samma kammanta che tất khá này, nó phát nó làm cái phần sự là nó tránh xa, nó kiêng tránh, nó đoạn trừ những cái mà liên hệ đến thân, là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục. Rồi đó là ba thân ác để chúng ta biết rõ ra là như vậy ha. Rồi trong dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Tứ ý nghĩa một trạng thái, một trạng thái làm việc đúng, phải trợ giúp các pháp và tự mình diệt trừ phiền não. Làm việc đúng phải ngã với sợ vậy, làm việc đúng phải ngã rồi trợ giúp các pháp, trợ giúp nó giúp đỡ đó, trợ giúp các pháp và tự mình diệt trừ phiền não. Trợ giúp các pháp và tự mình diệt trừ phiền não, đó là cái trạng thái của nó ha. Rồi phận sự số 2, phận sự tránh xa các ác nghiệp, phận sự tránh xa các ác nghiệp. Đúng rồi. Rồi số 3, sự thành tựu và đoạn trừ tà nghiệp, đoạn trừ tà nghiệp. Số 4, nhân cần thiết có tính niệm tàm quý và thiểu dục. Rồi, đúng rồi. Tức là tứ ý nghĩa của cái tâm sở chánh nghiệp samma kammanta về ta sẽ khá ha, là cái trạng thái của nó là nó có một cái trạng thái là làm một cái công việc đúng, làm một cái sự việc đúng, và nó trợ giúp cho các pháp và ngay cả chính nó luôn diệt trừ được những cái phiền não, tức là diệt trừ những cái mà sai khiến làm những cái tà ác nghiệp. Thì đó là trạng thái của nó, và phận sự của nó là tránh xa các ác nghiệp mà không để cho dướng vào những cái ác nghiệp. Và khi nó tránh xa như vậy cái sự thành nó là đoạn trừ được, nó loại trừ được ba cái tà nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục. Rồi cái nhân cần thiết của cái vấn đề này chúng ta phải để ý là nó cần phải có tính cái gì, tính có tính có niệm có tàm quý và thiểu dục. Niệm chứ phải thiện nha, tức là phải có cái niềm tin, phải có cái niệm, phải có sự ghi nhớ, phải có tàm, có quý, biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, và có cái đời sống thiểu dục. Thì chúng ta là cái nhân để làm phát triển được cái chánh nghiệp này. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta được biết trong cái tứ ý nghĩa của nó. Rồi đó là cái phần tâm sở chánh nghiệp mà mình vừa học xong, đó là những cái ý nghĩa của nó như vậy.
Rồi kỳ rồi chánh ngữ chúng ta cũng đã học được rất là nhiều ha, rồi đến chánh nghiệp. Rồi tiếp theo cái tâm sở thứ ba nằm trong cái giới phần là tâm sở chánh mạng. Tâm sở chánh mạng, thứ ba tâm sở chánh mạng. Samma ajiva cetasika. Samma ajiva cũng được. Rồi cái chữ ajiva đó, ajiva, 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 ajiva là sự nuôi sống, sự nuôi mạng sống. Ajivo là sự nuôi sống, sự nuôi mạng sống. Rồi, rồi hai cái chữ ráp vô là Samma Ajivo, tức là sự nuôi mạng sống chân chánh. Sự nuôi mạng sống chân chánh. Hai chữ ráp vô đó, Samma Ajivo là sự nuôi mạng sống chân. Sự nuôi mạng sống chân chánh. Sự nuôi mạng sống ghi cho đầy đủ luôn ha, sự nuôi mạng sống chân chánh. Phải không dùng thân ác, không dùng thân ác, khẩu ác để nuôi mạng sống. À, rõ ràng là chúng ta phải hiểu là như vậy ha, không dùng thân ác khẩu ác để nuôi mạng sống. Rồi xuống dòng, gạch vào dòng. Tránh xa sự nuôi mạng bất chánh. Tránh xa sự nuôi mạng bất chánh. Tránh xa sự nuôi mạng bất chánh. Rồi xuống dòng, gạch vào dòng. Ngăn chặn các ác hạnh. Ngăn chặn các ác hạnh. Sử dòng, gạch vào dòng. Đoạn trừ các tà mạng. Rồi, đó là một số ý nghĩa của tâm sở Samma Ajivo ha, tức là sự nói là một sự nuôi mạng sống chân chánh, tức là có nghĩa là nó không có dùng cái thân của mình, không có dùng cái khẩu của mình làm những cái việc ác, nói những việc ác để mà mình nuôi mạng, mình nuôi mạng cho cái sự sống của cái mạng mình. Cái gì vậy, họp là gì? Đó là sự nuôi mạng sống chân chánh. À, chẳng hạn như thay vì mình dùng thân để mình làm những việc ác như sanh, trộm cắp để nuôi mạng, đoạn trừ các tà mạng. Đúng rồi, ý đức đúng rồi, đâu có sai gì đâu, ý đúng rồi, không có sai. Ok rồi, đó là thay vì mình nuôi mạng bằng những cái thân của mình, bằng cái sự mà sắc sanh để mình tạo ra những cái vật chất để mình có được cái đời sống tốt đẹp, do cái thân sắc sanh, ngại như giết này giết kia giết nọ để mà bán, để mà làm thịt, để mà mở những cái cửa hàng kia, qua cái sự mà dùng cái thân ác của mình giết, dùng cái thân của mình giết chóc tạo cái sự sống cho mình, thì như vậy là tà mạng, không phải chánh mạng. Hoặc là mình dùng cái khẩu của mình nói là bậy là bạ, lường gạt người này lường gạt người khác, hoặc là nói những cái mà ác xấu để mà nuôi mạng, thì như vậy là nuôi mạng bằng cái thuộc về tà mạng. Còn cái tâm sở mà chánh mạng này là sự nuôi mạng sống một cách chân chánh, tức là mình phải có một cái sự tác ý về sự nuôi mạng của mình, không dùng các khẩu ác mà nuôi,
Bởi vì nó là những ác nghiệp, và ác nghiệp chắc chắn là sẽ cho những cái hậu quả mà chúng ta không thể nào mà đoán trước được. Và thứ hai là tránh xa, tức là mình ý nghĩa nó là sự nuôi mạng sống chân chánh, mà muốn như vậy chúng ta phải tránh xa sự nuôi mạng bất chánh, phải tránh xa nó đừng dính vô, mà phải tránh xa sự nuôi mạng bất chánh. Bởi vì khi mà mình không có tránh xa, mình cứ thân cận những người đó, mình gặp những cái cảnh đó, thì lâu ngày chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Và có thể đưa đến cái sự mà chúng ta nuôi sống bằng tà mạng. Thì trước tiên chúng ta phải tránh xa sự nuôi mạng bất chánh, và mình ngăn chặn các ác hạnh, tức là những cái ác hạnh nó phát sinh, chúng ta phải ngăn chặn nó, không cho nó sinh khởi. Chẳng hạn như là trộm cắp, nói này kia, nó lừa gạt, phải ngăn chặn những ác hạnh đó khi nó khởi lên. Và mình phải đoạn trừ luôn, phải đoạn trừ những cái tà mạng đó, để sống tà mạng mình phải đoạn trừ nó, không để cho nó tồn tại, không để cho nó phát sinh trong cái đời sống của mình. Như vậy là chúng ta có một cái sự sống có đầy đủ ý nghĩa về cái sự sống chân chánh, là nuôi mạng chân chánh. Rồi xuống dòng ghi có năm nghề tà mạng. Một, buôn bán người. Hai, buôn bán thú sống. Buôn bán thú còn sống, buôn bán thú sống. Ba, buôn bán chất độc. Bốn, buôn bán vũ khí. Năm là buôn bán chất sai. Rồi, đó là năm cái nghề chính yếu mà liên hệ đến cái tà mạng, tức là nó thuộc về tà mạng, không được chấp nhận được trong cái đời sống của một người tốt đẹp. Ví dụ như là buôn bán người, có những đời sống bây giờ chúng ta thấy tin tức cũng nhiều, buôn bắt cóc rồi đem nó bán người sang Trung Quốc, bán người qua Đài Loan đủ thứ chuyện. Thì đó là cái lối sống mà tà mạng, buôn bán người, hoặc là buôn bán thú sống, tức là nó bán những cái loài thú, bắt những loài thú này thú kia nó bán để mà kiếm sống, thì như vậy là thuộc về nghề tà mạng. Hoặc là buôn bán chất độc như là cocaine hay là những cái thuốc mà gây tới sự độc hại cho con người, thì như vậy không được bán chất độc. Rồi buôn bán vũ khí, buôn bán súng ống vũ khí để mà giết thì chúng ta không nên dính tới đó. Và cái thứ năm là buôn bán chất sai, đó là buôn bán rượu, buôn bán những cái thứ mà đem đến cái sự mà sai xưa, sự sai mê. Thì vậy năm cái nghề tà mạng chính này là buôn bán người, buôn bán cứu sống, buôn bán chất độc, buôn bán vũ khí, buôn bán chất sai. Phải nên tránh xa, không nên dính vào. Và có những cái nghề mà chúng ta thấy là cái nào mà nó có liên hệ đến cái sự tà mạng thì chúng ta không nên làm. Những cái nghề nào mà nó hại người, hại mình thì mình không nên làm. Bạc là hại người mà lợi mình cũng nên làm, thì mình phải suy nghĩ, sẽ dùng trí tuệ mình suy xét để mình tránh những cái nghề này. Bởi vì cái đời sống chúng ta sống không có được bao lâu, mình sống vài chục năm là hết, họ lắm là hay lắm là trăm tuổi là hết ra, mà nghiệp mình làm ra mình sống bằng những cái nghề này thì chúng ta phải trả một cái giá rất là đau khổ, rất là lâu dài, phải tránh xa. Vì lòng từ, vì lòng từ bi của Đức Thế Tôn, ngày dạy là chúng ta biết là những cái nghề này chúng ta phải tránh xa. Nếu mình không tránh, mình tự mình chịu thôi, chứ không ai làm, không ai mà hại mình, mình đau khổ, mình bị này bị kia, là tại tự mình làm thì mình chịu thôi. Người ta đã dạy như vậy, mình không tránh thì mình ráng chịu thôi, không ai mà giúp mình được, chỉ có tự mình mới cứu mình. Đó là cái vấn đề này chúng ta phải để ý với vấn đề này. Nhất là cái người mà có bán
rượu bán bia bán này kia nó nên cẩn thận, nó từ bỏ nghề đó, nó là cái nhân mà đưa đến cái kết quả rất là đau khổ. Rồi tứ ý nghĩa hai chấm. Một trạng thái hai chấm, trạng thái trong sạch phải từ bỏ phải không phạm vào các ác hạnh, trong sạch từ bỏ không phạm vào các ác hạnh ở mặt thân ác và khẩu ác, ở mặt thân ác khẩu ác đúng không? Rồi đúng rồi, đó là trạng thái mà. Số 2 là phận sự, duy trì sự sống chân chánh, duy trì sự sống chân chánh. Ngăn chặn ác hạnh, phận sự là duy trì sự sống chân chánh, ngăn chặn rồi. Số 3 sự thành tựu, sự thành tựu hai chấm. Đoạn trừ tà mạn, không hành các ác hạnh, rồi xa thủ là số 4 là nhân cần thiết, nhân cần thiết hai chấm, tín niệm tàm quý và tiểu dục, cũng giống như kia đó. Tín niệm tàm quý và tiểu dục. Rồi đó là cái tứ ý nghĩa của cái tâm xã này. Thì nó là một cái trạng thái trong sạch, từ bỏ không phạm vào cái ác hạnh về thân về khẩu. Thì đó là thuộc về trạng thái. Cái phận sự của nó là nó duy trì sự sống đúng, sự sống chân chánh, và nó ngăn chặn những ác hạnh. Tức là phận sự của nó là làm việc như là nó ngăn chặn những cái thân ác khẩu ác, ngăn chặn cái sự mà những cái điều ác đó để mình nuôi cái mạng mình, mà nó duy trì cái sự sống cho được đúng đắn, được chân chánh, thì đó là phần sự của chánh mạng. Rồi cái thành tựu nó là đoạn trừ được cái tà mạng và không hành các ác hạnh, đoạn trừ không hành các ác hạnh đó, và khi đó chúng ta là thành tựu được. Và cái nhân cần thiết cũng vậy, cũng phải có tín, có niệm, có tàm, có quý, có tiểu dục. Thì đó là tứ ý nghĩa của nó. Rồi xuống dòng đánh cái bông bự đầu dòng đó nha, đánh cái bông bự đầu dòng cái điều xử thân hành đúng đắn thì do chánh nghiệp, điều xử thân hành đúng đắn do chánh nghiệp. Rồi cứ vòng đánh được vòng cái nữa, điều xử khẩu nói đúng đắn
thì do chánh ngữ. Điều sự nói đúng đắn là do chánh ngữ. Rồi xuống dòng gạch đỏ, đã đánh vào thì đồ dòng. Khi thân khẩu có liên hệ đến sự nuôi mặn, nuôi mạng đúng. Khi thân khẩu có liên hệ đến sự nuôi mạng đúng, chân chánh, thì do chánh mạng đảm đương. Khi thân khẩu có liên hệ đúng đắn chân chánh thì do chánh mạng đảm được. Rồi à, như vậy chúng ta thấy rằng cái về cái điều sử thân hành đúng đắn, hình như cái chữ sử này không phải cái chữ s chữ x thì phải, nên nhớ lộn cái này, xin lỗi. Điều sử thân hành đúng đắn thì do chánh nghiệp, tức là nó điều hành và nó xử sự như vậy, cái thân hành mà đúng đắn thì là do chánh nghiệp. À, nhưng mà điều sử về khẩu nói đúng đắn, cho khẩu được nói đúng đắn thì do chánh ngữ. À, chúng ta thấy rõ ràng hai vấn đề này nó khác ha. Về thân thì do chánh nghiệp, về khẩu thì do chánh ngữ. Nhưng mà khi mà cả hai này, khi thân và khẩu hai vấn đề này nó có liên hệ đến cái sự nuôi mạng của mình á, nếu mà nuôi mạng đúng chân chánh thì nó do chánh mạng đảm đương. Thì đó là ba cái vấn đề mà chúng ta cần phải thấy cho nó rõ ràng ra ha. À, chứ không là mình không biết chánh mạng là như thế nào. Rồi dòng đánh cái bông nữa, đánh cái bông rồi dòng. Trong tâm thiện dục giới chỉ phát sanh một trong ba, trong tâm thiện dục giới chỉ phát sanh một trong ba. À, một trong ba cái tâm sở này là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì khi mà ở trong tâm thiện dục giới đó, thì chỉ phát sinh chứ nó không phải có ba cái cộng lực. Chẳng hạn như khi mà mình khởi cái tâm mà nó giữ cái chánh ngữ đó, thì lúc đó là chỉ có một tâm sở chánh ngữ nó sanh trong tâm thiện dục giới thôi. Mà nếu mà chánh nghiệp thì chỉ có một tâm sở chánh nghiệp trong tâm thiện dục giới. Nếu chánh mạng thì chỉ có một tâm sở trong tâm thiện dục giới mà thôi, chứ không thể có ba cái. Đó là cái thứ nhất. Rồi đánh qua thị đầu dòng tiếp. Trong tâm đạo siêu thế thì cả ba giới phần đồng sanh, thì cả ba giới phần đồng sanh. Trong tâm đạo siêu thế thì cả ba giới phần đồng sanh. Để làm phận sự trong tâm đạo siêu thế thì cả ba giới phần đồng sanh, để làm phận sự diệt trừ phiền não thô, diệt trừ phiền não thô. Diệt trừ phiền não thô. Rồi mình mở mặt cái đi để thêm cho rõ ràng. Định, mở mặt ha, định phần diệt trừ phiền não trung.
Tuệ phần diệt trừ phiền não tế. Thì phiền não nó có ba loại: thô, trung và tế. Thì giới phần nó diệt trừ phiền não thô, định phần diệt trừ phiền não trung, và tuệ phần diệt trừ phiền não tế. Rồi, xà thấu nó là như vậy. Thì khi mà cái giới phần, ba cái giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, trong tâm đạo sự thế thì ba cái sanh lượt luôn, chứ nó không có sanh trong tâm thiện dụng giới mà nhìn vừa mới học. Vì trong tâm đạo sự thế ba cái giới phần này nó không còn cái vấn đề mà làm để giữ giới chánh ngữ nghiệp mạng nữa, mà nó làm cái phận sự diệt trừ những cái phiền não thân kiến hoài nghi giới cấm thủ này, thì nó là giới phần nó diệt trừ. Rồi định phần nó diệt trừ những phiền não trung, tức là những phiền não cao hơn chút xíu nữa. Rồi tuệ phần nó diệt trừ những phiền não tế, diệt trừ toàn bộ ha. Thì như vậy trong tâm đạo xu thế, cái giới phần mình học là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó chỉ để làm phần sự là khi nó sanh, đồng sanh trong tâm đạo thì nó diệt trừ phiền não thô thôi. Nó là như vậy, chúng ta cần phải được hiểu cho chính xác ha. Rồi xuống dòng, đánh cái bông đầu dòng, dòng gạch đầu dòng, những điều cần nhớ cho cả ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và cả ba công sở luôn ha. Những điều cần nhớ cho cả ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi, xuống dòng gạch là dòng cái. Có mặt trong 40 tâm siêu thế, cộng 8 đại thiện dục giới, bằng 48 tâm. Có mặt trong 40 tâm siêu thế, cộng 8 đại thiện dục giới, bằng 48 tâm. Cộng 8 tâm đại thiện á, 8 đại thiện. 8 đại thiện dục giới, 8 tâm đại thiện dục giới đó. 40 tâm siêu thế, 8 tâm đại thiện dục giới. Bằng 48 tâm. Rồi. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo, cộng 13 tà tha. Sanh với 24 tâm sở tịnh hảo. Trời ơi, cô nương ơi, đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo, cộng 10 bà tha. Rồi, đúng rồi. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký.
kịp với thể tánh thiện và vô ký. Rồi, thuộc giống thiện và quả, thuộc giống thiện và quả. Thuộc giống thiện và quả. Rồi, tương ưng với hai thọ, hỷ và xả. Tương ưng với hai thọ, hỷ và xả. Đồng sanh với ba nhân thiện. Đồng sanh với ba nhân thiện. Vô tham, vô sân, vô si. Hai bát ngã ba la mật đa tâm kinh. Đồng sanh với ba nhân thiện của tham sân si. Rồi, làm công việc đóng tóc, làm công việc đóng tóc. Chào bác nát. Đậm tóc, à, đậm tóc là chữ học đậm tóc Bali chữ gì? Quên rồi hả? Cháu quá ná, khỏi viết cũng được đó, làm công việc đậm tóc. Quên thôi. Tương ưng với tứ danh quẩn. Tương ưng với tứ danh quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Rồi, đó là những điều cần nhớ cho cả ba tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp ha. Thì ba cái tâm sở này nó có mặt trong những cái loại tâm như 40 tâm siêu thế là nó có mặt hết ha. À, và 8 tâm đại thiện dục giới, tức là 8 tâm thiện dục giới định hảo đó. Tám tâm thiện sanh lên thì cũng tùy theo, thì khi có chánh ngữ, khi có chánh nghiệp, khi có chánh mạng, nhưng mà trong siêu thế thì nó có mặt đầy đủ cả ba. Nó thuộc về giới, giới phần trong cái bát chánh đạo đó, giới định tuệ đó, thì nó thuộc về giới. Thì như vậy là nó có mặt trong 40 tâm siêu thế và 8 tâm đại thiện dục giới, tức là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, vân vân, mình đã học rồi hết không? Thì vậy tổng cộng là 48 tâm nó có mặt. Và nó đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo, tức là đây lấy từng cái chánh ngữ thì nó đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo là thành ra 25. Đúng chưa? Chánh nghiệp thì đồng sanh với 24 thì còn là thành 25, chánh mạng như vậy. 24 và 25, nhưng mà nếu trong siêu thế thì có 3 thì mình còn có 22 thôi. Vì nắm được cái này ha, để mình ghi thì ghi chung thôi ha. Rồi cộng với 13 tâm sở tờ tha cũng vậy, tùy theo. Có lúc 12, có lúc 11, có lúc 13, tùy theo ha. Vì vậy đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo cộng 13 tờ tha. Rồi nó hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Thuộc về tánh thiện, tánh vô ký chứ nó không có thuộc về tánh bất thiện. Bởi vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì thuộc về tình hảo, thuộc về tâm sở tốt đẹp. Rồi về giống nó cũng về thuộc với giống thiện và giống quả. Rồi nó tương ưng với hai thọ thôi, hỷ và xả, chứ nó không có tương ưng với khổ hoặc ưu, nó chỉ tương ưng với hỷ với xả. Đồng sanh với ba nhân thiện, khi mà sanh đồng sanh với ba nhân thiện. Nói chung có khi là hai nhân thiện cũng đồng sanh với ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si. Đồng sanh với ba nhân thiện. Rồi làm công việc động tóc. Công tóc là trong cái bảy sắc na động tóc trong quán ná đó, bảy cái sắc na của lộ trình tâm mình đó. Rồi tương ưng với tứ danh quẩn, tức là nó tương ưng với những cái pháp thuộc về danh, và nó bất tương ưng với sắc quẩn, bởi vì chính nó là thuộc về danh quẩn ha.
Thì như vậy là chúng ta đã học xong phần chánh nghiệp, chánh mạng, tức là nói chung là học luôn cả ba cái phần giới phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là mình đã hoàn tất ngày hôm nay, làm xong phần giới phần. Thì như vậy là hôm nay là chúng ta đã học đầy đủ về phần giới, tập sự giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó. Thì khi học ba cái này chúng ta đọc kỹ, đọc nghiên cứu cho kỹ để mà mình áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như chánh ngữ thì mình phải biết như thế nào là chánh ngữ và như thế nào là tà ngữ, và chánh nghiệp cũng vậy, như thế nào là chánh nghiệp, như thế nào là chánh mạng, và ba cái này phối hợp như thế nào, đồng sanh trong những loại tâm nào kia nào, vân vân. Mình phải học cho kỹ để mình mới giữ giới được, tốt đẹp trọn vẹn. Còn nếu mình không có nắm được này thì rất là khó để mình tu tập, giống như là chúng ta không có nắm được một cái phương pháp để mà làm cái gì đó, hoặc là một cái công thức để làm một chế ra cái gì đó, thì mình không có nắm được thì mình không có làm được, và chắc chắn là mình làm nó sẽ bất đắc bất dụng, làm nó sẽ bị không có kết quả tốt đẹp, mà chẳng những vậy nó còn hư, nó còn làm cho nhiều cái vấn đề mà là không có tốt đẹp, xấu chẳng hạn. Thì đó, và như vậy hôm nay chúng ta đã học dứt điểm là ba cái tâm sở: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thuộc về giới phần. Như vậy chúng ta chỉ còn có tâm sở vô lượng phân và tâm sở tự quyên. Chúng ta dứt điểm cái phần tâm sở, tức là coi như xong được khóa thứ nhất, khóa một về học về tâm và tâm sở, cũng sắp xong rồi. Như vậy là tuần sau chắc chúng ta sẽ dứt điểm luôn những cái phần kia. Thì như là hôm nay là chúng ta đã hoàn mãn cái buổi học hôm nay, coi như là chúng ta chỉ cần việc về nhà nhớ ôn bài kỹ là thôi. Ôn kỹ là tuần sau sẽ có những cái bài Bali mới để đọc. Mong các quý vị hoan hỷ ở nhà luyện tập cho nó ngon lành ha, cho nó đúng ha. Nhất là những cái câu pháp cú mình đọc được mình sẽ thấy rất là hoan hỷ, và đọc được mình thấy có nhiều cái mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải tu tập theo. Mặc dầu những cái câu pháp cú mình thấy rất là đơn giản, thấy Đức Phật dạy từng câu câu thấy nó dễ, nhưng mà thật sự rất là khó, rất là thâm sâu, rất là khó. Và cũng nhận như cái câu hôm nay mình đọc: Na ba re sằng quy lô ma ni na ba re sằng cát ta cát tăng ách ta nô quá quyết thì giác cát ta ni cát ta ni chát. Tức là nay mình học cái câu Pali này, cái câu pháp cú này. Thì mình đọc cái câu này mình dịch ra tiếng Việt thì mình nó thấy là dễ sợ. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Thì khi mình đọc tới cái này thì chúng ta thấy hình như là chúng ta thấy là phàm phu mình đa số dính chỗ này. Không biết quý vị có ai không bị nào, nếu không bị này thì xa thú, nhưng mà rất là hoan hỷ. Chứ thực sự không dễ gì thực hiện cái câu này. Thường cái phàm phu của mình hay nhìn người khác, thấy người ta làm sai làm bậy mình hay nhìn, còn mình thì một đống tội lỗi mình tầm bậy tầm ba chả ra đâu, nó không nhìn mình. Mình cứ nhìn người ta mình chê trách người này nói nhiều, người này xấu xa, người này không tốt, người này bla 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 đủ thứ chuyện. Mình thấy người ta thấy rõ lắm, thấy người ta thấy giống như thấy như trong gương, thấy rõ sáng, nhưng mà mình thì mình không thấy mình. Cho nên chính vì như vậy thì mình đọc những cái câu pháp cú này mình phải dùng trí tuệ để mình suy xét, mình nhìn lại chính mình, mình nhìn lại mình coi có bị trong đây không. Nếu mình bị thì sao, thì cố gắng sửa đổi liền, cố gắng thay đổi. Mỗi lần mình muốn nói xấu ai, muốn nhìn lỗi ai, muốn chê trách ai, rồi mình nhớ lại câu này. Mình nhớ lại câu này coi như cũng giống như là mình đã tự kỷ ám thị mình phải hồi quang phản chiếu cho chính mình ha. Để mình cố gắng mình sửa, mình bỏ cái tánh đó đi. Không nên nhìn lỗi người khác. Người ta làm như làm kệ người ta, mình nếu mình khuyên được người ta để người ta từ cái xấu mà hướng thành cái tốt thì được, còn không thì thôi mình đừng có nên. Rồi nhìn người ta thấy người ta có lỗi rồi mình chê trách, mình chỉ trích, rồi mình bôi xấu người khác, thì đó là cái điều không nên làm. Tức là không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, mà hãy nên nhìn tự chính mình. Cái nhìn tự chính mình thực sự là không phải chuyện đơn giản cái thôi.
mình ít khi nào dám nhìn những cái xấu của mình đó. À, bây giờ mình học pháp rồi mới thấy rằng chính vì mình thấy được những cái xấu của chính mình đó, mình thấy được nó mình mới tốt được, chứ mình không thấy được mình vô phương, mình không thấy được mình xấu thì thôi, nhưng mà cuộc đời mình tàn luôn. À, cho nên mình phải thấy được chính tự mình, mình có những cái điểm xấu như thế nào, mình có hay nói ác, có hay làm ác, hay là mình có những cái tư duy ác, vân vân. Mình có thấy được những cái điều xấu đó mà mình sửa. À, những cái điều xấu nào mình có làm hay không, hoặc là mình đã làm rồi, à, thì mình thấy được những điều đó. À, và như vậy khi mà chúng ta đã thấy được lỗi của mình rồi đó, mình nhận ra được từ chính mình đó, những cái điều xấu, điều tốt thì là mình thấy được rõ ràng, thì như vậy chúng ta mới tiến hóa được. Còn mình không thấy, hoặc là mình tự mình dối lòng, hoặc là tự mình che đậy những cái xấu của mình, thì cái đó là mình người ta gọi là tự mình đào hố cho mình. À, mình tự đào hố cho mình. À, mình tự mình giết mình, tức là không ai giết mình mà mau lẹ bằng chính mình. À, cho nên phải cố gắng, chỉ vì một cái việc nhỏ là chúng ta có thể làm thành ra những chuyện lớn. À, cho nên phải nhìn lại và phải phân biệt rõ đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là xấu, đâu là tốt, thấy cho rõ. À, thấy tự chính mình như vậy, như Đức Phật đã dạy như vậy, là không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Yeah, đó là cái câu Phật cú, chúng tôi rất là tâm đắc cái câu này. Và câu này như là đa số chúng ta đều vướng bị vô như thế này, là khoái lắm, mình tin ta lắm. Đấy, chúng ta thấy là bậy bạ, chê, cười với hài hởn là khoái lắm. À, đó là cái tội, mà cái tội của người thế gian nó là như vậy. À, Nam Mô Bụt Tha Giá. À, hôm nay là chúng ta đã hoàn tất xong buổi học. Dạ, cũng do phước báo này cầu mong cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thấy. Dạ, Mô Ta Giá, Đặc Mô Tâm Mà Giá, Đặc Mô Sang Cả Giá. Dạ, xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Chào sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Minh Kinh rất là nhiều. Dạ, Minh Kinh bữa nay giảng dạy chánh ngữ và chánh nghiệp. Dạ, rất là tri ân Minh. Bản thân Nhật Quỳnh cũng học được nhiều. Dạ, và Nhật Quỳnh xin một cái đề nghị là khi mai mốt đó mà lúc nãy Minh Kinh giảng đó, thì Nhật Quỳnh tự nhiên nghĩ ra một cái đề nghị là nếu mai mốt mà Quỳnh có cho câu hỏi sau giờ thì Quỳnh đề nghị là Quỳnh hỏi trong cái bài học ngày hôm nay để mình ôm lại. Dạ, mình ôm lại, thí dụ bữa nay học chánh ngữ chánh nghiệp thì Quỳnh cho cái đề tài trong cái chánh ngữ chánh nghiệp này để đạo tràng có thể ôm lại. Và mình khi mình học cái gì mình ôm thì Quỳnh thấy là có lẽ là Nhật Quỳnh nhớ nhiều hơn. Dạ, chị Meta có đồng ý với Nhật Quỳnh không? Xích Trần Đạo. Dạ, đạo tràng có đồng ý cái lời đề nghị của Nhật Quỳnh với Quỳnh Kinh không? Dạ. Dạ, Bát Nhã Ba La Mật Đa có đồng ý không? Đồng ý là mai mốt mà Quỳnh cho câu hỏi thì hỏi trong cái đề tài ngày hôm đó để mình ôn lại. Chứ mà Quỳnh hỏi trước nữa lâu lâu rồi thì coi như là Nhật Quỳnh trả thầy hết trơn à. Vào nhà phải không Dương Nguyễn? Ờ, đồng ý không? Chứ còn mà nếu mà hỏi những bài xa xa thì Dương Quỳnh thấy là trả thầy hết. Tại vì nhà ôn đợi, thí dụ như ngày nay Quỳnh giảng cái câu gì đó thì mình ôn đợi trong chánh ngữ mình có cái gì trong chánh nghiệp mình phải có cái gì thì Dương Quỳnh đây thấy là một điều ôn lợi rất là tốt để cho bản thân Dương Quỳnh cũng nhớ nhiều hơn. Dạ không phải, dạ coi như mình ôn lại như vậy thì mới hiểu được, chứ còn mà bây giờ Quỳnh biết rồi như Nhật Quỳnh với chị Bách Ta, dạ thì học thì chậm, dạ học thì chậm mà nhớ thì dở, mà nếu mà không ôn tại chỗ mai mốt ôn lại là quên mất tiêu hết trơn. Giống như hồi nãy cái câu mà Quỳnh nói tiếng Bali, Nhật Quỳnh nghe không có rõ,
mà biểu nhớ lại cái chữ đó là Pali là cái gì thì bó tay luôn, thiệt tình là không có nhớ. Dạ. Vẫn phải ôm, nhưng mà ý là Nhật Quỳnh nói là ôm trong cái đạo tràng này ngay chỗ này thì rất là dạ, mới lo chép bài không à. Đúng rồi, thì giỏi chép bài giống như Trần Đạo nói vậy, cũng như lúc mà Quỳnh giảng thì Nhật Quỳnh mắt nó gõ nghe còn không xong nữa, còn còn gõ thì chậm nữa, nên là cái đầu mắt nhớ, mắt gõ, mắt viết, ví dụ như chị Meta cũng phải viết, Trần Đạo cũng phải viết. Dạ. Còn Nhật Quỳnh thì mắt gõ nghe còn không xong, đó là sự thật. Và à, nếu mà Quỳnh chịu thì tốt cho đạo tràng, không chịu thì cũng chịu thôi. Dạ. Dạ, cũng phải chịu thôi phải không quý vị? Dạ, nếu thầy mà thông cảm với học trò thì học trò đỡ khổ, còn không thì khổ dài dài. Dạ, thì học giáo viên thôi, Nhật Quỳnh thấy là như vậy. Dạ thôi thì bây giờ không thông nữa là sao. Dạ, Nhật Quỳnh thì bản thân Nhật Quỳnh thấy sao thì trong khi lúc Quỳnh giảng bài thì không thông cảm nữa hả? Dạ không cảm nữa thì thôi, đành chịu phải không quý vị? Dạ, ông thầy mà không thông cảm với học trò thì học trò đành chịu lệnh của thầy mà phải không Dung Nguyễn? Dạ đúng là vậy đó, nói mà giờ Quỳnh nghĩ coi à, cái tuổi này mà cố gắng học là quá giỏi rồi đó Quỳnh, chứ mà biểu à, đúng rồi, năm nữa giúp hả, cảm ơn quá nhiều. Dạ, còn mà biểu mà giỏi là học đâu, Quỳnh thấy không, Quỳnh thấy không, mấy sư như thí dụ như sư Giác Giới đi, ngài Giác Giới giảng ở cái lớp à, ở dưới mà chùa Tịnh Thất à, cái gì mình quên rồi, thì đó là có bảng nè, rồi có chi pháp nè, rồi thầy viết lên, học trò đâu có phải viết đâu, rồi cái nữa là có bảng điêu nè, trời ơi nó to bùng đùng ra đó, mà còn mà quý sư nè, rồi quý tu nữ nè, Phật tử học rất là ok, cứ như bảng thầy viết sẵn đó, phải không quý vị? Nhật Quỳnh phân biệt chút nha. Dạ. À, thầy viết sẵn lên, chỉ ở dưới này là nhìn lên rồi viết, còn nếu mà không viết chụp hình ra, đâu có, mình học trên Zoom này là mình thiếu rất là nhiều cái điều kiện. Dạ, bảng niêu thì không có, rồi thì mắt lo gõ bài viết bài, mà Quỳnh mà đọc chậm chậm ví dụ như Quỳnh đọc đi đọc lại thì còn đỡ. Có sao, như Quỳnh nói vậy thôi. Dạ, còn mà Quỳnh mà cứ đọc qua một lần rồi Quỳnh ngồi im nó để cho Nhật Quỳnh gõ thì thôi bó tay luôn, cái đầu không có ghi kịp Quỳnh ơi. Dạ, thật sự là như vậy á đó. Dung Nguyễn còn trẻ mà còn vậy không gì, mấy bài này Quỳnh học hồi Quỳnh còn trẻ, bây giờ thử giờ này mà Quỳnh đi học hoặc Quỳnh ngồi gõ như học trò ở đây thử coi. Sẽ biết như vậy, thử đi, bữa nào Quỳnh cứ thử đi, Quỳnh vừa giảng vừa gõ lên đầu tràng thử coi, thử coi Quỳnh có mất chi pháp không thì biết nè, phải không quý vị? Nhật Quỳnh nói thật lòng mình thôi. Dạ, nếu mà thầy không thông cảm mình đành chịu, phải không quý vị? Rồi thôi thì bây giờ Nhật Quỳnh xin sám mới, phải không? Nãy rất trang quá, bây giờ con thấy sư trước mái rồi nghe. Hồi nãy con thỉnh mời sư lên đọc bài, sư không có chịu lên, giờ sư cười. Dạ, dạ thôi bây giờ con xin thay mặt đạo tràng, sư có xuất hiện rồi, con xin thay mặt đạo tràng sám hối sau khi thỉnh, và sau đó con cung thỉnh tại Đức Phật Trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng. Uttamange na vande hang bada tham sân qua ruột ta mang bùa thể vô và đi tổ đô sơ bùa thô tham mặt tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dễ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham manh cha đưa vị thăng và răng thầm mê vô khali tô đổ sâu thầm mô khăm mặt thường tăng mà măng con đem hết lòng làm lễ hạng pháp
bào là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cuối sinh pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê nà quạnh đê hăng săn khanh chà được vị thơ tam ăn săn khê vô khá lý tổ đô sâu săn khô khảm mà tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng với những nơi mà chúng con không được rõ. Xin chào toàn thể quý vị tu nữ và toàn thể chư Phật tử đang hiện trong đạo tràng. Trước khi phúc chúc đến toàn thể quý vị thì chúng tôi cũng xin trao lỗi với quý vị là nhật quỳnh cũng có mời, nhưng mà chúng tôi thì rất là bận công việc, tại vì hôm qua lễ vừa xong thì sáng nay chúng tôi phải lo công việc để sắp xếp, đằng chiều nay chúng tôi đi vào trong Nam, thành thử ra do đó chúng tôi không có thể cầm mít. Sáng nay chúng tôi rất là bận công việc, do đó quý vị hoan hỷ cho. Thì bây giờ thì chúng tôi xin được đại diện Chư Tăng để phúc chúc toàn thể đến toàn thể quý vị. Chư Tăng ba Tư Tăng tâm hăng kia pa me va sa me cha to sa pe po ran ta sang ka pa chan do pan ra so ya tha ma ne cho te ra so ya tha sa pe tu yong vì hòa chan tu sa phan ro ro ve na sa to ma te pha hòa toàn ta ra yo so ke de ca yo co pha hòa phê hòa đà na se le sa ne cha vua ta pa cha di nông cha ta ro tham ma hòa than te a yo hòa no so kang ba lang ca quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người gia cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người như trăng trong ngày rằm bằng trắng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc vi bao hoa có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ngày mai thì chúng tôi cũng đi làm phước các chùa, thì sẵn đây thì chúng tôi cũng xin chia phước báo này đến toàn thể quý vị trong đạo tràng. Cầu mong cái này cũng luôn hộ trì đến hỗ trợ đến cho toàn thể quý vị luôn được sự an vui trong đời sống tu tập và luôn được thành tựu được nhiều phước báo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Bây giờ thì chúng tôi gửi mít lại cho Chích Như Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi chúc phúc cho đạo tràng và chi phước. Ngày mai sư đi vào miền Nam để giúp sư và Phật tử tạo phước báo. Chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua ya ni và an ta li khệ ta tha ca tăng đê và ma nu sư bộ chi tăng bồ thăng nam ma sa na su wa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua ya ni và an ta li khệ ta tha ca tăng đê và ma nu sư bộ chi tăng tham mang nam ma sa na su wa tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua